Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn. Các môn đệ đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 gồm có ông Simon, người đặt tên là Phêrô, ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và ông Gioan, em ông Giacôbê, người đặt tên cho hai ông là Boanege, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê, con ông Anphê, Tadeo, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy cái bối cảnh việc Chúa chọn các môn đệ để xung các ông vào sứ vụ của chính Chúa Giêsu, tiếp nối công trình mà chính Chúa Giêsu đã khởi lên qua việc là rao giảng tin mừng và ban ơn cứu độ cho con người. Và việc Chúa gọi các môn đệ cho chúng ta thấy cái tiến trình là Chúa tách các ông riêng ra và sau đó Chúa cho các ông ở với chính Chúa Giêsu. Việc tách riêng ra khỏi cái sự ồn ào của thế gian là lời mời gọi của chính Chúa chạm đến những con người cụ thể mà hôm nay chúng ta thấy tin mừng thuật lại việc Chúa gọi Phêrô, Giacôbê, Gioan và các môn đệ tách riêng ra. Nên ta thấy cái sứ vụ mà Chúa gọi những người đi theo Chúa luôn luôn Chúa tách ra để làm gì, thưa quý ông bà anh chị em, là để ở với chính Chúa Giêsu, được nên một với Chúa Giêsu và được hòa quyện vào tâm tình của chính Chúa Giêsu. Hôm nay Chúa cũng đang gọi chúng ta đấy, Chúa gọi chúng ta sống đời thánh hiến để đi theo Chúa Giêsu, để tách ra khỏi cái sự ồn ào của nhân loại với những cái đam mê mà chúng ta vẫn thường thấy ở trong cuộc sống hiện tại này, là cái ăn, cái mặc với biết bao những cái thú vui khác. Chúa tách ra để ta được ở với Chúa. Và khi ở với Chúa thì ta sẽ cảm nếm được thực sự là Chúa yêu thương chúng ta và tấm lòng của Thiên Chúa là hướng đến tất cả mọi người, nhất là những người tội lỗi, những người ốm đau, những người bệnh tật, những người thiếu thốn, để Chúa bù lấp và chữa lành. Nên Chúa gọi các môn đệ để tiếp tục cái sứ vụ đó là mang tin mừng của Chúa đến cho những người mà chúng ta gặp gỡ thường ngày. Hôm nay chúng ta được Chúa chọn gọi, người Kitô hữu được Chúa tách ra qua chính bí tích rửa tội. Và bí tích rửa tội xung chúng ta vào trong cái sứ vụ bằng cái tư thế vương đế, bằng cái ngôn sứ của chính cuộc đời của chúng ta, làm chứng cho Đức Giêsu. Chúng ta sẽ không làm chứng được nếu như chúng ta không có cái cơ hội là ở với Chúa. Thế chúng ta ở với Chúa như thế nào? Thưa, ở với Chúa nghĩa là chúng ta được hòa quyện cuộc đời của mình vào chính Chúa Giêsu qua việc nguyện gẫm, qua việc đón nhận các bí tích, qua việc sống bác ái tông đồ, qua việc sẻ chia với tất cả mọi người về tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống hiện tại này. Xin Chúa cho chúng ta luôn ở lại với Ngài. Và từ đó chúng ta xứng đáng là những cái khí cụ của Chúa trong cuộc sống hiện tại bằng một đời sống sẻ chia, bằng sự dấn thân và gắn bó với Thiên Chúa trong chính tình yêu của Đức Giêsu Kitô trong cuộc sống mà chúng ta đang gặp gỡ những người mà chúng ta đang sẻ chia trong bác ái, trong đời sống tông đồ, trong mục vụ và nhất là trong đời sống cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta sống xứng đáng là những môn đệ của chính Đức Giêsu Kitô, biết dấn thân, biết sẻ chia và biết sống bác ái như chính Chúa Giêsu đã sẻ chia, đã nâng đỡ và đã chữa lành chúng ta trong tình yêu của Thiên Chúa là Cha. Amen.